Vâng, trân trọng chào mừng quý cô bác anh chị các bạn quay trở lại với kênh. Đây là cái đơn hàng em đang soạn hàng để kiểm test hàng trước khi gửi cho khách đây. Hôm nay thì em muốn trân trọng giới thiệu đến anh chị và các bạn cái dòng sản phẩm cực kỳ là thông minh và hữu dụng trong gia đình luôn. Các bác có nhu cầu về sản phẩm có thể liên hệ tới trực tiếp tới em với một trong hai số điện thoại trên tấm biển trên màn hình. Kết bạn Zalo số đuôi 3 con 9 của em để được tư vấn về sản phẩm cũng như xem trên trang cá nhân của em đang bán các mặt hàng nào. Và có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp. Đó thì em sẽ đi vào chi tiết cái sản phẩm hôm nay. Trân trọng giới thiệu anh các chị đó là cái dòng sản phẩm của thương hiệu Hornet, hàng Trung ương Trung Quốc, hàng công ty các anh chị nhé. Đó, đây là cái quy cách đấu nối này. Đây là quy cách đấu nối đây. Dây dương thì là hai dây bên ngoài đầu vào. Đấy, và dây âm thì hai dây ở giữa. Đấy, đầu vào là phía bên tay trái chiều nhìn vào của chúng ta nhé. Đấy, anh chị em các bạn thấy không? Rồi, thì bộ sản phẩm đây. Cái bộ đầu tiên là cái bộ đấu nối này. Bộ này anh em chúng ta phải đấu nối nhá. Đây, đầu dương vào đây và âm vào đây và dương ra âm ra đây. Nó rất là đơn giản dễ đấu nối thôi. Đấy, khoảng cách của chúng ta sử dụng là 1.000 m, tức là một cây số. Anh em chúng ta có thể sử dụng một cây số luôn. Cái này nó để làm gì? Nó chỉ đơn giản là chúng ta sử dụng để bật máy bơm, bật quạt hoặc là tất cả các hệ thống điện chúng ta cần điều khiển từ xa thì chúng ta sử dụng con này. Đấy, để chúng ta điều khiển từ xa, tắt và bật, bật và tắt. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Đấy, tiếp theo là em muốn xin giới thiệu đến anh chị cái sản phẩm nó cao cấp hơn một chút. Nó cũng là điều khiển từ xa, một cây số, nhưng mà con này thì chúng ta không cần phải đấu nối nữa. Đây là cái nó đã thiết kế trực tiếp vào trong cái cục nguồn này rồi. Và nó có cả chân rắc để cắm luôn. Chúng ta cắm trực tiếp vào điện lưới như này. Sau đó thì chúng ta sẽ cắm các thiết bị điện cần sử dụng qua cái cần cua này là xong. Và nó cũng có điều khiển từ xa luôn cho anh em và các bạn. Và cũng điều khiển xa là 1 km anh em các bạn nhé. Thì các bạn có nhu cầu về hai dòng sản phẩm của thương hiệu Hornet rất là nổi tiếng này thì có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của Phạm Huấn để được tư vấn về cái dòng sản phẩm mà bên em đang phân phối cho các anh các chị đây. Đó, xin trân trọng chào mừng quý anh các chị. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.